Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ các bạn lời thú tội của khá bảnh tại cơ quan điều tra. Mời các bạn cùng mình tham gia nhé. Và chỉ vì một phút chơi ngông mà để lại hậu quả và những giọt nước mắt muộn màng của cả bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để được xem những video tiếp theo nha. Để bắt đầu các bạn xem cùng mình theo tiếp theo phần 2 của các bạn nha. Ngày xưa cháu chơi nhiều thì cũng về để cháu anh em cháu không ai chơi cả thì là mình cũng chơi được. Rồi